Chào cả nhà, mình đã đến với kênh YouTube của Emma. Hôm nay chúng ta cùng nhau làm quen với lô hội. Cả nhà ơi, lô hội là một trong những thảo dược có tính chất chữa lành rất là tốt. Đặc biệt là lô hội rất tốt cho đường tiêu hóa này các bạn. Cái gel của lô hội rất tốt cho đường tiêu hóa, tốt cho gan, tốt cho vấn đề liên quan đến tuyến giáp. Những ai có vấn đề liên quan bệnh dạ dày, ví dụ như trào ngược dạ dày, các bạn uống cái lô hội này. Hay là những người có liên quan đến tuyến giáp, ung thư. Tuy nhiên là cái lô hội thì rất là tốt, nó có cái vị đắng, cái dịch nhầy trong lô hội này. Tuy nhiên là những người mà anh chị và những người mà đang uống thuốc, mà anh chị em phải nên hỏi bác sĩ của mình là cái thuốc của mình nó có phải kiêng hay dị ứng với lô hội hay không nhé, để chúng ta sẽ hạn chế, đúng không ạ? Rồi đây là cái thân của cây lô hội. Em mua hẳn một cây rất là lớn rồi, nhưng cắt đi một phần, đã ăn rồi còn một phần nhỏ này nữa. Thì chúng ta cùng nhau làm quen với lô hội. Lô hội có rất nhiều loại khác nhau. Đây cái loại này thì nó có loại nhỏ nhỏ xinh xinh hơn thì mình ăn được cả phần vỏ. Những cái loại này nó khá là cứng cho nên là mình sẽ gọt cái phần vỏ đi nhá. Gọt phần vỏ, phần nhựa. Và cái lô hội này mình ăn sống, mình có thể ăn sống này, mình có thể ăn làm sinh tố này, mình có thể làm salad, đều rất là ngon cả nhà. Tùy theo cái sự thích nghi của mỗi anh chị em mình, ai thích ăn. Và mình có thể là mình mỗi ngày mình ăn ấy, ví dụ như em hay ăn lô hội trong tuần ấy, ví dụ mình ăn mỗi lần ăn một khúc nhỏ nhỏ xinh xinh như này cả nhà nhá. Mình ăn theo với một lượng vừa đủ thôi. Đối với anh chị em mà đặc biệt là chị em đang phụ nữ mang bầu thì chúng ta không nên dùng lô hội, được không ạ? Rồi bây giờ mình sẽ cắt nó ra. Thì em vừa cắt hai cái phần gai ra rồi. Bây giờ mình sẽ làm cách nào cho nó dễ cắt. Nhà mình mỗi người có một kinh nghiệm khác nhau. Anh chị em mình ai có kinh nghiệm cắt lọc lô hội thì anh chị em mình chủ động nhé. Cách của em hay làm là cắt như thế này. Kiểu mình đấy. Cái phần gel của lô hội này em xay ra mà uống trực tiếp này, hoặc là ăn này. Nếu như chúng ta mà không sợ, nếu mà thấy nó đắng quá mà không quen được vị đắng ấy, thì chúng ta có thể ngâm qua một chút với nước cho đỡ đắng, được không ạ? Chúng ta có thể rửa cái phần gel, cái phần nhựa vàng đi một chút nhé. Nhưng mà cái lô hội này là do em đã dùng một phần rồi, cho nên cái nhựa nó cũng đã ra hết rồi, nó không có nữa. Đấy. Rồi đây mình làm mẫu cách làm gel lô hội. Mình sẽ đi, mình rửa qua này, sau đó là mình sẽ có thể ăn trực tiếp như thế này. Ăn trực tiếp này, hoặc chúng ta mỗi lần chúng ta ăn thì một khúc nhỏ nhỏ xinh xinh thôi cả nhà, ăn theo sức của mình, không ăn nhiều quá, đặc biệt là những ai chưa quen thì chúng ta cắt ra, chúng ta ăn với salad hoặc ăn trực tiếp. Hoặc là chúng ta làm sinh tố như em hay chia sẻ các công thức sinh tố với lô hội, được không? Rồi, anh chị em mình làm tương tự như vậy, sẽ cắt hết cái phần lô hội ra nhá. Em sẽ cắt ra. Sau đó chốc nữa em sẽ làm một cái công thức lô hội gừng với táo xay lên uống rất là ngon, tốt cho gan. Mình làm tiếp nhé. Một cái công dụng rất là tuyệt vời nữa mà lô hội mà Emma ra hay sử dụng, đó là lô hội dùng để khi mà chúng ta bị bỏng, như cả nhà trong bếp này, mình nhiều khi mình đun, mình vô tình mình bị làm bỏng tay ấy, là mình dùng cái lô hội này xong là mình bôi vào chỗ bỏng thì nó giảm cái vết thương, nó cũng rất là hiệu quả nhá. Hay là chúng ta bôi lô hội để làm đẹp da đấy ạ. Cho nên là anh chị em mình, lô hội là một trong những thảo dược có tính chất chữa lành mà rất là dễ kiếm, chúng ta nên có và sử dụng trong thân bếp nhà mình nếu có cây lô hội. Rồi đây là cách để chúng ta làm cái lô hội, lấy cái phần gel. Chúng ta sẽ, nếu như em chia sẻ, nếu như anh chị em mình không thích nó đắng quá thì chúng ta có thể ngâm qua một chút thôi, chúng ta vớt ra xong chúng ta dùng. Còn nếu như ai mà ăn được đắng thì chúng ta có thể ăn trực tiếp nó đắng như thế này nhé. Nhưng mà cái phần nhựa mà chúng ta chưa quen chúng ta ngâm một lúc, được không ạ? Rồi nó rất tốt cho vấn đề liên quan đến đường tiêu hóa, tốt cho gan, tốt cho tuyến giáp, tốt cho những người liên quan đến dùng để làm đẹp, đúng không ạ? Rồi bây giờ thì sau video này thì em chia sẻ cùng anh chị em mình cách em cắt lô hội ra. Chốc nữa sẽ làm một video khác, đó là cách làm sinh tố lô hội với gừng, với táo, rất tốt cho đường tiêu hóa. Rồi bây giờ bye bye cả nhà mình, chúc cả nhà mình và đại gia đình sức khỏe, bình an và hạnh phúc. Xin chào và hẹn gặp lại.